Theo chứng kiến của phóng viên vào sáng 23 tháng 10, tại bến đò Rú Nguộc, tổ địa phận xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Trương, xuất hiện khoảng 10 bao tải lợn chết, bị vứt xuống mương thoát nước từ Rú Nguộc xuống sông Lam, gây mùi hôi thối mỗi khi đi qua đoạn đường này. Ông Ngũ Văn Nghĩa là người thường xuyên trèo đò qua bến đò này bức xúc cho biết, hơn một tháng nay, một số người dân tự ý đem các bì lợn chết đổ xuống mương thoát nước cạnh bến đò và vứt một số bì tải lợn chết ngay bên lề đường lên xuống của bến đò này, gây ô nhiễm môi trường kinh khủng. Trước phản ánh của báo Nghệ An, chiều 23 tháng 10, cơ quan chức năng của huyện Thanh Trương đã huy động máy móc, phương tiện đến đưa số lượng này đi tiêu hủy. Khu vực người dân vứt lượng chết là một cống nước lớn từ rú nguộc đổ thẳng ra sông Lam. Việc làm này sẽ khiến nước sông Lam đoạn qua đây bị ô nhiễm. Không riêng gì khu vực rú nguộc mà trong những ngày qua, nhiều địa phương khác của tỉnh Nghệ An, tình trạng người dân vứt lợn chết xuống cầu cống, sông hồ, nguồn nước diễn ra ở nhiều nơi đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước và làm cho dịch bệnh lây lan phức tạp